chính ra cái khối động cơ 1.6 turbo này của nó kéo ngay mà nó mượt. Nhận thì cảnh mượt. Hôm nay được cái tiếng bồ hay phết. Hello hello tất cả anh em đã quay trở lại với kênh. Nay anh em chúng tôi quay chiếc Elantra hệ thứ 7 phiên bản N-Line, phiên bản cao nhất, phiên bản sử dụng khối động cơ 1.6 turbo sản sinh ra đâu đó khoảng tầm 204 mã. Hyundai thì họ cũng chia sẻ rằng là mẫu Elantra thế hệ thứ 7 này thì đã được thay đổi cái nền tảng platform, tức là trước đây sử dụng nền tảng khung gầm i6, bây giờ đã sử dụng trong nền tảng khung gầm K3, nhẹ hơn 15% so với phiên bản cũ, tức là khối lượng trọng lượng không tải của chiếc Elantra này chỉ ở mức là 1 tấn 280. Đây là con số giúp cho Elantra mới sẽ có được những cái sự thanh thoát cũng là nhanh nhẹn khi anh em di chuyển. Ngoài ra thì cái phần chiều dài, chiều rộng, chiều cao và phần trục cơ sở của xe đã được tăng lên. Chiều dài trục cơ sở được tăng lên 20mm, giúp cho cái không gian bên trong nó cũng sẽ tương đối là rộng rãi. Tí nữa thì mình sẽ chia sẻ sâu với anh em về cái phần kích thước bên trong xe nhá. Đấy, cái thiết kế mới của Elantra thì anh em có thể thấy là dạng coupe theo kiểu phong cách coupe. Đấy. Phía đằng sau thì vuốt theo kiểu flatback này. Đấy. Hyundai họ chia sẻ rằng là cái thiết kế mới của Elantra thì mang cái phong cách đó là Parametric Dynamics. Thì cái thiết kế mới này nó có rất nhiều những cái đường gân này, khỏe khoắn, và cái khí động lực học trên Hyundai Elantra nó chỉ ở mức là 0,28 CD. Tức là cái khả năng tối ưu khí động học của xe rất là tốt nhá anh em nhá. Hyundai thì họ ra mắt và công bố ra thị trường với tổng cộng là 4 phiên bản, trong đó có phiên bản 1.6 tiêu chuẩn, 1.6 thông thường, 2.0 và 1.6 turbo sử dụng khối động cơ phun xăng trực tiếp. Phiên bản N-Line này là phiên bản hiện đang cao nhé, này thì sẽ được trang bị cái body kit phía trước phía sau rất đẹp ạ, thể thao. Cái bô này của nó thì thực sự nó rất là nghe rất là phê. Cụm đèn hậu phía sau này sử dụng hoàn toàn bằng led này. Đấy, tạo hình rất đẹp, kéo tràn sang hai bên. Trên phiên bản N-Line thì có đầy đủ 8 cảm biến nhá, phía trước phía sau, và có camera lùi này. Bản N-Line thì nó sẽ có ký hiệu chữ N và Line ở đây, rất đẹp ạ. Cụm đèn chiếu sáng phía trước này sử dụng dạng LED projector. Ở phiên bản 1.6 tiêu chuẩn thì sử dụng dạng bi halogen. Đấy. Mặt ca lăng phía trước thiết kế rất là to, nở rộng sang hai bên. Bên trong sử dụng rất nhiều những cái hốc hút gió lớn này, tạo cái luồng khí vào bên trong làm mát cái nước cũng như là khoang động cơ xe. Này, anh có thể thấy này, những cái đường gân dập nổi phía bên trên cabo rất đẹp, kéo dài tới tận chân kính luôn. Hốc hút gió này là hốc hút gió xịn này anh em nhé, xịn cả. Ở trên phiên bản hệ mới thì sẽ có tổng cộng là 4 phiên bản và 4 cái kích cỡ la răng khác nhau, 15, 16, 17 và 18. Trên phiên bản N-Line thì sử dụng la răng kích cỡ to nhất 18 inch này. Khá đẹp đúng không ạ? Phay xước hai tông màu. Cái thiết kế cũng như là thân vỏ của Elantra mới cũng khá là dày dặn nha anh em nhé. Khá là dày dặn. Bên trên cánh cửa anh em có thể thấy là sử dụng rất nhiều những cái đường gân dập nổi đẹp mắt. Nói thế thôi nhưng mà thực ra thì nếu như mà cũng sẽ khó cho những anh gò. Ví dụ va quyệt vào đây gò rất là khó đấy. Đấy. Vật liệu khá là tốt nha anh em nhé. Đấy, cũng khá là chắc chắn. Đấy, anh em có thể tự cảm nhận nhé, rất đẹp. Khoảng dáng gầm thì có 150mm thôi. Đấy.
Đó, chúng ta tiến tới cái phần nội thất xe một chút nhé. Đó, nội thất xe anh em sẽ thấy rằng là cái phiên bản N-Line thì nó sẽ được trang bị ghế này, có chữ N ở phía bên trên chỗ sau này. Ghế được sử dụng vật liệu da khá là tốt và mềm, ngồi rất là êm. Có chỉnh điện này, có chỉnh độ phồng lưng ghế, có thêm những cái đường viền trí đỏ đây rất đẹp mắt. Trên phiên bản này thì vẫn chưa được trang bị hệ thống loa bow như ở phiên bản nước ngoài nha các bạn nhé. Trang bị 6 loa thông thường thôi. Phiên bản N-Line thì được trang bị 6 loa thông thường. Rồi. Anh em có thể thấy gì không? Chúng ta sẽ có cái không gian bên trong thiết kế theo cái phong cách du thuyền. Ở Hyundai họ gọi đó là Streamliner. Tức là tất cả những cái chi tiết ở đây nó đều hướng vào cái vị trí người lái. Rất là thể thao đúng không ạ? Phiên bản N-Line sẽ có cái phần màn hình trung tâm giải trí 10.25 inch này. Tất cả các phiên bản thì đều có nha anh em nhé. Tất cả các phiên bản đều có này. 10.25 inch này. Và màn hình táp lô xe sử dụng dạng Full LCD này à, rất đẹp. Cái nút Rider Mode được đặt bên trên này, mình nghĩ là nó chưa phù hợp lắm. Nhanh nhạy và rất là đẹp mắt. Bên trên phiên bản N-Line thì vô lăng cũng được tích hợp một số các phím bấm vật lý như là tăng giảm âm lượng này, đàm thoại rảnh tay này, set ga tốc độ. Và phiên bản N-Line thì sẽ có lệnh chuyển số sau vô lăng nha các bạn nhé. Và phiên bản thông thường sẽ không có, chỉ có phiên bản này mới có lệnh chuyển số thôi. Màn hình này thì có cái giao diện rất là sắc nét và cái độ phản hồi thực sự rất là tốt đấy anh em nhé. Đấy, chúng ta có thể kết nối với Apple CarPlay, Android Auto, Bluetooth, USB đầy đủ hết. Bên dưới là hệ thống điều hòa hai vùng độc lập trên phiên bản N-Line. Khởi động start top được đặt ở phía bên trên này. Cần số thì ở trên phiên bản nước ngoài thì chúng ta sẽ thấy được rằng là cái cần số của nó sử dụng theo kiểu dạng là giống như là cái cần số của máy bay ấy, nhưng mà ở về thị trường Việt Nam thì nó đã được thay đổi. Nhưng mà mình rất là thích cái cần số này ở chỗ là nó có thêm những cái viền chỉ đỏ ở đây này. Và có chữ N ở đây, rất là đẹp. Trên phiên bản Elantra mới, thế hệ thứ mới thì chúng ta sẽ có phanh tay điện tử rồi này. Auto hold này. Đấy. Cam lùi. Chưa có camera 360 độ nha anh em nhé. Hệ thống điều hòa hai vùng độc lập. Có sưởi ghế, sấy ghế này. Có làm mát ghế này. Đây là sấy ghế này. Có làm mát ghế này. Đấy. Có cổng sạc không dây. Có sạc không dây dành cho smartphone. Đấy, chuẩn chi. Rất đẹp. Đầy đủ hết anh em ạ. Phiên bản N-Line nhé. Và trên phiên bản mới thì chúng ta chìa khóa chúng ta còn có thể đề nổ từ xa được. Đây, chìa khóa cái nó đây. Những cái chi tiết còn lại thì mình thấy rằng nó khá là hữu dụng. Ví dụ như là cái phần đề cốc ở đây. Đấy, anh em có thể thay đổi vị trí cốc nước. Đấy, muốn để sâu một chút thì chúng ta thay đổi. Muốn để cao thì chúng ta để cao, để chúng ta để đồ thì chúng ta có thể là để đây. Nâng nó lên được, thay đổi. Đấy, khá hay. Thiết kế cũng khá là chắc chắn. Phía bên trên này được làm bằng nhựa này. Bên trên này thì bên trên táp lô thì sử dụng bằng da này. Khá là chắc chắn. Đấy, cửa gió điều hòa thì được lắp đặt ở hai bên trông rất là đẹp mắt. Trên phiên bản thông thường thì mình nghĩ rằng là nó sẽ có cái viền chỉ macro ở đây. Phiên bản 2.0 và 1.6 nó sẽ có phiên macro ở đây. Còn phiên bản N-Line thì tất cả sử dụng màu đen rất đẹp. Anh em có thấy không? N-Line, chữ N được đặt ở phía bên trên ghế này. Tí nữa thì mình sẽ trải nghiệm vận hành cho anh em xem nhé. Hơi đáng tiếc là trên phiên bản này thì kể cả phiên bản cao nhất Elantra vẫn chưa có cửa sổ trời. Trên phiên bản mới chưa có cửa sổ trời anh em nhé.
khá là rộng nhá. Ở phiên bản mới này thì cái phần chiều dài, chiều cao và phần trục cơ sở đã được tăng lên. Chính vì vậy mà chúng ta sẽ có cái không gian rất là rộng rãi. Anh em có thể thấy này, tôi là một người mà có cái chiều cao khoảng 1m75, nặng 85 cân, nhưng mà ngồi như này thì duỗi chân ra cũng rất là thoải mái. Ngồi ở đây thì tất nhiên là nó cũng sẽ hơi chạm đầu một chút. Cái khoảng không trên đầu nó cũng chưa thực sự là tốt, bởi vì cái thiết kế của xe nó là dạng flatback. Nhưng mà nếu mà anh em ngồi duỗi ra như này một chút thì cảm giác nó cũng sẽ tương đối là thoải mái. Và cái không gian này mình nghĩ rằng là rộng, rất là rộng nhé, cho phân khúc hạng C. Đằng sau thì chúng ta sẽ có thêm cửa gió điều hòa. Đấy. Nhưng mà hơi đáng tiếc là chưa có cổng sạc cho các thiết bị smartphone thông minh. Đây, tổng quan không gian bên trong của xe rất là rộng anh em nhé. Có ba lô và liếc thì quên ở đằng sau không ấy. Chưa đây bọn anh ăn đâu? Đây này, quán gì đây nhỉ? Chơi bánh bên này. Cá rô đồng. Ngồi bên này. Anh biết mày ngồi bên đấy mà, vì xung quanh đây chỉ có khu đấy là gần nhất mà. Anh biết cái tính mày nó lười thì chắc chắn là nó sẽ chỉ ở đấy thôi. Chính xác cái khối động cơ 1.6 turbo này của nó kéo nhanh mà nó mượt. Nhạy về cảnh mượt. Con này được cái tiếng mô hay phết. Nhập vào đường 5 kéo dài đường Bình Sơn. Con này được cái được cái tiếng mô nó hay phết nhỉ. Không biết đâu, biết thế nào nó hay là không hay. Tiếng mô nó ấy. Đấy. Xem map nhé, xong rồi cái đoạn nào bảo anh em lúc anh kéo nhớ đoạn này đâu. Không có kéo nhớ.
Trước đây anh làm một công ty cũ, suốt ngày anh em thỉnh thoảng lại được nhậu. Nhưng mà anh cũng không công tuần chắc được buổi. Tuần là 7 ngày 8 buổi. Làm đâu mà về muộn quá, nhiều lần muộn quá em cũng không thích lắm. Không biết nhậu thì cũng không được. Tần suất nhiều quá ngày hôm nay cũng không phải. Mỗi ngày mình đi từ Long Biên sang Đội Cấn.